Xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn thân mến. Tôi là Quang Hào, người sáng lập HQ Audio, hãng chuyên sản xuất DAC tại Việt Nam. Tôi là một họa sĩ giá vẽ. Tuy nhiên, tôi lại bén duyên với audio từ 15 năm trước. Có thể nói đến thời điểm hiện tại, tôi thành công trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất các thiết bị giải mã âm thanh Premiere, được bạn bè tại Việt Nam cũng như trên thế giới đón nhận và yêu thích với các sản phẩm phải kể đến như Free 818, Dark End, Dark Zifferent, DD Dark, Flagship Dark, Poor Dark, Unlock Dark, Dark Selector là một DAC tôi vừa hoàn thành trong thời gian gần đây nhất. Đây là một sản phẩm tôi muốn cạnh tranh với đĩa than truyền thống. Có thể các bạn sẽ thắc mắc tôi là họa sĩ chưa qua bất kỳ một trường lớp nào liên quan đến điện tử, vậy tại sao tôi làm được? Vâng, thưa các bạn và các anh chị, tôi đã làm được và thành công trong lĩnh vực audio là nhờ rất lớn của các bạn bè. Đó là một may mắn đặc biệt. Bên cạnh tôi có các người, nhiều người hỗ trợ, như phải kể đến đầu tiên là Andre, một người Ý, là một người rất giỏi trong thiết kế audio, được nhiều người làm theo và nổi tiếng trên thế giới. Ông đã cùng tôi làm việc hơn 10 năm qua. Hầu như sản phẩm hiện tại đều là những tác phẩm của tôi và ông. Với tôi, ông là một người thầy mà tôi vinh dự được gặp. Cảm ơn ông. Người thứ hai đó là một kỹ sư người Đan Mạch, anh Morten. Anh đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc lĩnh vực điện tử và hỗ trợ tôi trong quá trình đo đạc, tiếp như cả những cái sản phẩm trước khi sản xuất và sau khi xuất xưởng cũng như hoàn thiện. Người thứ ba đó là một người Mỹ, là Tiếp Kép. Ông vô cùng nổi tiếng. Ông có hàng ngàn thiết kế và hàng ngàn hướng dẫn về đèn điện tử trên thế giới. Chính sự truyền dạy của anh cho tôi những kiến thức mà tôi đã áp dụng vào thực tiễn để những cái đèn điện tử và những sản phẩm của tôi được phù hợp với từng loại DAC. Và người thứ tư chính là Christopher, một sinh viên người Mỹ rất đam mê với lĩnh vực âm thanh và đặc biệt rất giỏi chạy mô phỏng trong thiết kế mạch điện tử. Ngay từ đầu manh nhà, tôi đã gửi tất cả những ý tưởng thiết kế của tôi và trao đổi với anh và được anh tư vấn nhiệt tình, đưa ra những thiết kế tối ưu, nhanh nhất và an toàn nhất. Và cuối cùng, tôi không thể không nói đến anh Lâm, một chuyên gia công nghệ thông tin người Việt Nam. Như các bạn đã biết, trước đây tôi đã loay hoay và chăn trở rất nhiều làm thế nào để tìm được một phần mềm dành cho nhạc số. Tôi đã thuê rất nhiều công ty công nghệ, tuy nhiên các sản phẩm họ làm đều không được như tôi mong đợi. Và tôi đã may mắn gặp được anh Lâm trong diễn đàn HD Việt Nam. Nhờ có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin và sự đam mê tột cùng về âm thanh, các sản phẩm của tôi đã được có phần mềm riêng và ngày càng được hoàn thiện với nhiều tính năng mới, tạo sự ưu việt, thân thiện cho người dùng và độc đáo. Và nhân tiện đây, tôi xin được gửi lời cảm ơn tất cả các bạn bè, các bậc thầy của tôi và xin cảm ơn toàn thể các quý vị và quý khách đã yêu mến tôi, tin dùng sản phẩm của tôi trong nhiều năm qua. Hiện nay, tôi đang tìm những đối tác kinh doanh, những nhà đầu tư phát triển sản phẩm của tôi mạnh mẽ hơn. Vậy ai có nhu cầu hoặc biết xin được giới thiệu cho tôi. Ngoài ra, ai có nhu cầu tư vấn về DAC nghe nhạc số cũng xin được gọi cho tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Sau đây tôi xin giới thiệu với các anh các chị một sản phẩm đặc biệt nhất tôi vừa được hoàn thiện trong thời gian vừa qua. Đó là sản phẩm Selector Analog DAC. Trước hết, mời anh chị xem tổng thể của thiết kế. Đây là một cái chiếc DAC là được đặt sản xuất riêng. Nó cùng một cái loạt DAC không sử dụng chip DAC, một công nghệ mới mà tôi đã áp dụng trong vài năm tới. Trước đây tôi từng là tín đồ của chip ES và cái dòng chip cao cấp nhất hiện tại nó là 9038 Pro. Sau một vài năm
tôi sử dụng thì tôi nhận thấy rằng cái dòng DAC mà không sử dụng chip thì có âm thanh sẽ mộc mạc hơn, tự nhiên hơn. Về lịch sử chiếc DAC này thì đây là chiếc DAC thứ tư trên thế giới. Đầu tiên là một con DAC của một anh ở Đồng Nai. Anh đã đặt hàng tôi với yêu cầu là chỉ có DAC, không có một cái gì khác, không có music server, chỉ có DAC và bao gồm các tính năng. Sau khi tôi đã thực hiện cho anh thành công thì con thứ hai là con DAC cũng nằm ở Hà Nội. Và một chiếc DAC thứ ba giống như vậy đang nằm ở Thái Lan của một ông chủ chơi rất là gấu. Trong hệ thống của anh là sử dụng toàn bộ ắc quy với một cái hệ thống khoảng 80 mét vuông. Nghe anh nói là hệ thống của anh khoảng 10 triệu đô. Tôi cũng bất ngờ khi gặp được một hệ thống mà kinh khủng như thế. Tuy nhiên, con DAC của anh thì nó không được khủng như cái con này. Con này là một con đặc biệt hơn. Mặc dù là con DAC của anh ở Thái Lan là được làm đặt hàng trước, tôi đã phải bê sang tận nơi và set up mất một ngày cho anh. Về tổng thể phía trước, tôi cũng xin được giới thiệu qua. Phía đằng trước, DAC này được thiết kế là một màn hình cảm ứng 5 inch, bao gồm hai núm vật lý phía trước, volume to nhỏ, cầm tiếng. Bên này là selector, chuyển đổi các ngõ vào. Các đầu vào ở đây là có 5 ngõ vào USB này, I2S, Coaxial, Optical, ba lăng. Ngoài ra thì trên mặt DAC này chúng ta có thể cài đặt được tất cả những các tính năng tắt mở. Đây là nút tắt mở này, nút này hiển thị thông tin nhà sản xuất, nút này là nút cài đặt. Chúng có thể ta có thể save, lưu giữ tất cả những cài đặt. Ví dụ chúng ta có, khi chúng ta muốn cái mức volume ở 32 hoặc ngõ vào USB, chúng ta sẽ ấn cài đặt và chúng ta ấn điểm giữa sẽ set. Ở con DAC này thì có một cái điểm đặc biệt về cái nút mute là tôi đã phải giấu ở trong số này. Có lẽ là các bạn sẽ nhìn thấy là đây này cũng điều lạ, gần như chưa thấy có. Thứ hai là cái thông số của nhà sản xuất, các bạn ấn cái logo. Đấy, có đầy đủ. Ngoài ra thì con DAC này còn có một cái điều khiển từ xa cũng rất là dày, nhôm đúc. Đây là mặt, về mặt tổng thể phía trước nó là một cái size tiêu chuẩn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các anh các chị về đầu ra của nó. DAC này thì có đầu ra là vừa sinh en vừa ba lăng. Đó. Nên tổng thể nội thất nó sẽ gồm 4 khối. Khối phía trước là khối điều khiển. Mỗi điều khiển được làm thành từng module. Khối thứ hai là cái khối nguồn. Cái nguồn là cục Việt Nam nguồn đây. Bao gồm nửa phần này, nó gọi là khối nguồn. Phần thứ ba là phần IV, đèn điện tử. Và phần thứ tư là phần DAC. Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với anh chị là phần DAC đầu tiên. Về thiết kế DAC này, nó là cái bo pua đát. Nó sử dụng một cái chip, không sử dụng công riêng cái bo đát này là của vương hát, không sử dụng chip đát. Nó chỉ sử dụng một cái chip để nhận tất cả các tín hiệu từ PCM này
hoặc là DSD ở chúng lên đến tận DDD 512, nó qua cái chip này và nó sẽ xuất trực tiếp ra DSD 512, và toàn bộ phần điện trở và những con chip nhỏ này nó đóng vai trò là lọc DSD. Thế nên là khi những cái dòng NAS hiện tại người ta dùng mà không sử dụng chip mà chỉ dùng bộ lọc đơn giản DSD thì âm thanh nó sẽ tự nhiên mộc, và cái tiếng DSD khi mà lúc nào cũng chạy ở DSD thì âm thanh nó rất phồng và nó trong. Đó là cái đặc điểm mà khi DSD là nó khác cái PCM ở chỗ đó. Vài năm vừa rồi thì tôi mới phát hiện ra cái điều là cái DSD là nó khác biệt. Nhưng tại sao mà cái thằng AD1865 anh các chị đã từng nghe là âm thanh nó rất tự nhiên mộc mạc, là họ dùng cái công nghệ là R2R. Nhưng mà các anh các chị không nhầm nhận, đây không phải là R2R mà toàn bộ bộ này chỉ là bộ lọc DSD. Nó làm cho những cái gợn DSD ví dụ như cắt ở tần số tầm trên 20 là không không nghe được, giảm nhiễu đi. Ngoài ra tiếp theo cái phần bộ lọc này thì tôi sử dụng hai cái biến áp đặc biệt ở đây. Cái biến áp này thì phải đặt một hãng ở Anh chuyên về biến áp cho NAS, mà cũng phải anh chủ này anh phải mua mất mấy lần, tôi cũng mua vài cặp nữa, nhưng mà có cặp này là phù hợp nhất cho cái thiết kế này. Về nhìn cơ bản thì cái bo đác này nó như cái bo đác cua thông thường của tôi, nhưng nó khác ở chỗ là trên đây là anh chủ anh đã phải mất rất nhiều thời gian để sưu tầm những cặp tụ ôi nốt, toàn bộ linh kiện đấy rất xịn. Ở dưới này còn rất nhiều tụ đê luôn nữa mà tôi đã phải đưa xuống dưới cho nó đẹp hơn, và người ta gọi là tránh nộ hàng. Ngoài ra thì có một điều đặc biệt là cái USB này, tôi và anh chủ cũng phải mất nhiều thời gian để mốt nghiên cứu sử dụng cái tụ nào, nối dây ra sao, nguồn bao nhiêu. Nhiều người cứ comment là phần nào tôi nào nó phải nắp cái nguồn cho cái USB này nó nhiễu thật nhỏ. Ở đây tôi cũng có, nhưng thực sự đến giờ này thì tôi thấy nó không hiệu quả ở những cái vấn đề đưa ra âm thanh hay. Có nhiều người quan niệm là âm thanh hay và âm thanh trong, nếu như mà nguồn quá sạch thì âm thanh trong, quá trong mà nó không cái nó giảm mất cái nhạc tính. Chính vì vậy nên là cái USB này mua chỉ có 6 mấy đô thôi, nhưng tiền mốt của nó phải gấp 4-5 lần, vì ở phía dưới nữa có rất nhiều tụ điện, và những cái vị trí mà tôi làm chỉ có tôi và anh chủ để biết được cái chỗ, những cái chỗ đó. Đấy là sơ qua tôi sẽ giới thiệu với các anh các chị, đây là cái bo đác rất đặc biệt, và gần như tất cả những sản phẩm cao cấp của tôi là bây giờ tôi sử dụng toàn bộ cái bo đác này, không sử dụng chip. Tại sao tôi sử dụng thế? Bởi vì khi mà anh chủ anh đến gặp tôi, anh nói một câu là bây giờ nhà anh có cái đĩa than, chú làm thế nào làm miễn được qua được cái đấy cho anh là được. Nên là con DAC này đến giờ này thì cũng khoảng mất 2 năm rồi. Nhưng anh chủ anh mua tất cả những cái đống linh kiện sơ qua này các bạn cũng rất rất nhiều thời gian. Những tụ này thì bây giờ mua là rất dễ giá này, và con này phải đúng nguồn, hoặc là con tụ Jensen Đan Mạch này nó khó này, gần như không có này, tôi cũng phải mua mấy lần và đặt hàng chuẩn tôi mới mang về này, hoặc là như nốt này. Đấy là tôi sẽ giới thiệu với các bạn phần đầu tiên về phần DAC, phần thứ hai là phần IV. Thì phần IV này nó có một cái đặc biệt, con này nó được phát triển trên nền tảng của IV của Flagship. Ngày xưa sau khi mà có một cái bài review ở trên Sigmund, ông đã nói là âm thanh con này rất tiềm năng. Sau đó tôi và Andre đã phải nghiên cứu lại và đưa thêm một số hài âm để cho nó sự thêm sự chi tiết cũng như cân bằng hơn. Và tôi đã sản xuất ra cái bo đác này, và trong anh Đồng Nai này có cái bo đác đầu tiên. Con này ở đây thì tôi đã sử dụng rất nhiều linh kiện kết hợp, đặc biệt là những cái tụ này là toàn bộ này chủ anh phải mất 2 năm anh ấy tìm mua đúng nguồn.
trên đây có những con trở, có thể có con trở rất xấu nhưng không hề đơn giản. Đôi khi nó không phải là thiết kế, nó cứ cho con xịn mà nó hay. Phía đằng trước là hai đèn điện tử 12AU7, phía đằng sau là hai con đèn 6DJ8. Thì tôi lại trở lại câu chuyện của anh ở trong Đồng Nai. Anh mua con đác này, đặt hàng cũng phải mất mấy tháng. Sau anh đã đầu tư 4 con đèn này, anh nói với tôi là anh mua 50, một cái giá rất cao. Và hiện tại anh cũng đang sử dụng. Còn phần này là phần tụ xuất âm. Riêng cái tụ xuất âm này thì nó đặc biệt hơn tất cả cái tụ xuất âm khác ở chỗ là tôi đặt trực tiếp phong, anh sản xuất sau khoảng 3 tháng mới sản xuất được. Và con tụ này có cái kích thước khác cái tụ mua trên Parklison. Tôi không hiểu tại sao là anh lại làm cho tôi một cái kích thước khác như thế. Và cũng không rẻ. Nếu mà nhìn tinh thì con tụ này rất đặc biệt. Có thể nói là cái phần IV này là một cái phần thiết kế đặc biệt sau kết hợp với cái tụ Denon. Thì nó đưa ra âm thanh rất tự nhiên, mộc. Đặc biệt là nó cái dạch trầm rất hay. Ai đang nghe cái tụ Denon thì rất ấn tượng. Phần tiếp theo là một phần không kém phần quan trọng. Đây là một phần nguồn. Ngày xưa thì những năm đầu tôi sản xuất thì cái nguồn Salasan nó có cái nội trở rất nhỏ. Nên là âm thanh nó hay. Đặc biệt là cái dạch cao là nó trong. Sau nhiều lần gặp Kristoff Vân và tôi đã chạy mô phỏng thành công thì tôi chạy khoảng 5 năm cái mạch này. Và bây giờ gần như nó nhiễu ngang Sala và cái nội trở của nó cũng rất nhỏ. Chính vì thế nên là tôi đã phải đầu tư toàn bộ linh kiện tối ưu vào cái phần nguồn. Anh chị phải tưởng tượng là cái phần nguồn nó không gì khác gì thức ăn. Ngày xưa chúng ta nghèo thì chúng ta chỉ có ăn no là đủ. Nhưng bây giờ vừa ăn ngon, nó lại phải vừa no vừa ngon. Thế nên là phần nguồn này nó sẽ có chất âm rất đặc biệt. Ở trên thế giới thì ít người dám dùng tụ Denon để nguồn, dùng nó nguồn. Nhưng mà tôi và anh chủ này là thay đi thay lại rất nhiều lần, thử đi thử lại, thấy nó phù hợp và nó hay, và quyết định là đầu tư một cặp. Cặp này không rẻ. Chính vì thế nên cái phần IV này nó sẽ khủng hơn cái phần IV của anh ở Thái Lan. Nếu như bây giờ có một cái số tiền tương tự để đầu tư được cái linh kiện giống y hệt như này, đối với tôi nó là khó. Nhưng là một con gần giống thì được. Là một cái phần mà không kém phần quan trọng chính là cái phần biến áp nguồn này. Phần biến áp nguồn này thì tôi đã đặt phải 5 lần một hãng và làm đi làm lại đạt tiêu chuẩn. Hiện tại sờ chạy một ngày không có nhiệt, không nhiễu. Bên trong tôi bọc rất kỹ tất cả cách ni, sau đó tôi ốp tất cả như này. Là cái dây, những cái dây này là tôi và anh chủ đã học được và nghiên cứu từ một hãng âm thanh và nối từng dây một kết hợp. Nếu bóc ra bên trong nó sẽ có những cái dây nhỏ, dây to, chứ không phải đơn giản làm cái dây này. Thì tôi phải đốt vào đây để trông nó đẹp hơn. Phần một quan trọng nữa để cho cái âm thanh mà nó đưa ra anốc, đó là cái dây nối bên này. Các anh các chị nhìn đây có thể nó rất đơn, trông nó xù xì xấu xí. Nhưng cái dây này thì là cảm bí quyết. Lịch sử của nó là chúng tôi đã được mổ một cái dây của hãng xịn ra và chúng tôi thấy những cái điều họ làm ở trong đó hoàn toàn có lý. Và chúng tôi học theo. Và cái dây này thay khoảng 5-10 lần rồi, thử đi thử lại mới có một cái cặp dây này. Đây là cái dây nối. Và một cái này nữa là cái quan trọng mà cũng đặc biệt. Đó là cái dây nguồn này. Các anh các chị dùng ASUS nhiều rồi thì biết cái dây D2 bán đâu khoảng 200 triệu. Thực tế mà nói thì anh chủ này anh đã có một lịch sử là anh chặt dây Odin ra. Do vậy là cái làm cái dây nguồn này là tôi cũng học của anh ấy. Anh ấy áp dụng công nghệ cách thức làm từ dây Denon. À xin lỗi, dây Odin. Và anh làm ra cái dây này và anh đã chia sẻ bí quyết cho tôi. Đấy, cái này là phải cảm ơn anh ấy. Thực sự là một cái sản phẩm này nhìn tổng thể thì tôi dám chắc rằng là
cạnh tranh được với đĩa than, nghe âm thanh mộc mạc tự nhiên. Nếu như mà ai có nhu cầu thích hoặc đặt hàng thì tôi sẽ làm sản phẩm này với cái chất lượng tốt nhất. Ở trên đây là tôi vừa giới thiệu với các anh các chị về một con DAC khủng nhất. Con này là số 1 thế giới, hiện tại đang có 4 con thì con này là cao cấp nhất. Vì con này là không chỉ đầu tư về tiền bạc và thời gian công sức mà còn trí tuệ của anh chủ, anh cùng trải nghiệm với tôi nhiều năm tháng, nhiều thời gian từ thử nghiệm lên xuống, thay các linh kiện rồi thay đổi, thậm chí là cái lịch sử của anh ấy là anh mua biến áp này ban đầu là mua 3 cặp khác và 3 cặp đó đã không sử dụng được, hiện đang vứt ra một góc và chỉ có cặp này là phù hợp. Anh cũng phải đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức. Nhân tiện đây thì cũng cảm ơn anh đã đầu tư tiền bạc, công sức và trí tuệ vào cái sản phẩm này để tôi được thể hiện cái sản phẩm số 1 thế giới, chưa có cái thứ hai trong thời điểm hiện tại. Cũng cảm ơn các anh các chị, quý vị và các bạn đã xem tôi giới thiệu một cái sản phẩm tâm đắc nhất hơn 10 năm qua. Đây là một cái sản phẩm mà thực sự tôi vô cùng yêu thích, dù bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng không thể quên được nó. Nên là tôi đặt cái chữ này và nó không khắc một cái chữ nào khắc chữ ký của tôi, mà tôi chỉ nghĩ trong người. Xin cảm ơn các bạn và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ và nối tiếp cho tôi những cái sản phẩm tốt hơn. Tôi mong rằng tương lai có nhiều sản phẩm như này được sử dụng ở Việt Nam mình. Xin cảm ơn.